rất nhiều cây đẹp. Các bạn hiểu ý không? Tập này chọn được nhiều thế hơn, chọn được cây đẹp hơn, chọn nhiều được nhiều loại cành hơn. Lúc người ta mua hết rồi thì không có. To nhỉ? 45 triệu hả anh? 65. À 65 triệu hả anh? Ui. Mấy cành to to này hả? Đây này đẹp thì đẹp thật rồi. Đẹp thì tiền đi đi nó đéo đẹp gì đâu. Có to không? Đây sang bên kia anh đang cho chọn người bóng kia nó đẹp. 65 triệu. Vâng. Tầm 65 triệu. Đấy. Hơi bị mắc. Cây thì rất là đẹp, nhưng mà giá tiền thì không đẹp thế gì. To, mỗi cảnh này to đẹp thật. Cảnh rất là đẹp nhưng mà giá tiền không đẹp cái gì, toàn 65 triệu. Ông còn trả 15 triệu. Tí luôn. Chào mọi người, hôm nay là 22 âm lịch rồi. Hôm nay là tầm 15 tháng Dương, tháng 1 năm 2020. Bây giờ thì thời tiết gần Tết mà nắng rất là to luôn. Đang trên đường đi có chút việc thì có qua đường Lê Hồng Phong thì lại muốn chia sẻ với các bạn là về cái không khí hỗ trợ, không khí chợ hoa ở cái đường Lê Hồng Phong như nào nhé. Thì thực ra thì năm nào mình cũng quay, nhưng mà mỗi năm mình nghĩ là nó sẽ có những cái đổi khác. Cách đây mấy hôm, khoảng từ mười mấy mình đã quay một video nhỏ rất ngắn rồi để chia sẻ với các bạn về cái không khí Tết đang chuẩn bị ở cái đường Lê Hồng Phong. Thì hiện tại bây giờ mình cũng đang ở trong đoạn chỗ ngã 6, chỗ Điện Biên Phủ nối với cả Đà Nẵng. Và thấy là nắng rất là to luôn. Tầm này là tầm 2 giờ chiều, 2 giờ hơn, 2 rưỡi. Đấy. Nắng rất là to. Bây giờ các khu bồn hoa bây giờ cũng là được mọi người trang trí hết rồi. Các bạn thấy chưa? Ngay chỗ đoạn đầu ngã năm sân bay Cát Bi thôi, ngã năm Cát Bi thôi, rất là nhiều hoa đẹp rồi. Mình sẽ đi từ từ cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Đầy dãy rồi. Đây kia là các cái plaza. À. À. Tầm này thì nó sẽ vắng hơn. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh nó rõ nét hơn từ những cái bông hoa đào. Bên này thì sẽ bán nhiều cành đào hơn, đào tím cua cũng là nhỏ. Và cây cảnh, cây mai, quất, bưởi sẽ nhiều hơn ở phía bên đường sẽ đi từ trung tâm thành phố ra. Đào phai, bích đào rồi có hết. Ở đây rồi.
bên đường bên kia thì sẽ bán nhiều cái đào đá hơn, ở đoạn này thì cũng có nhiều rồi. Bạn rẽ vào đây này, ngay chỗ BIDV. Những cây đào thế này thì nó sẽ rẻ hơn rồi. Quay ngược lại nó bị ngược sáng, mình sẽ đi từ trong ra để cho mọi người nhìn nó dễ hơn. Đấy. Rất nhiều đào luôn, đào thế rất nhiều. Cây đẹp lắm. Nhiều. Mình thấy bảo cây bưởi nhỏ nhỏ, chậu bưởi nhỏ nhỏ có 3-4 triệu. Lan. Xây dựng rất là nhiều luôn. Giao giữa ngay chỗ điện máy media mà giảm giá mùa cuối năm. Vào đây nó lại ngược sáng rồi, mình sẽ quay ngược lại cho các bạn xem. Ngược sáng quá. Ở đây, quay ngang cái này thì mọi người xem được. Bên trong này là mai. Rất nhiều. Dọc ở trong này là rất là nhiều đào. Mình đi tầm này để nó đỡ đông người để còn nhòm ngó được. Đào nó che mất rồi. Đèn đỏ là được rẽ phải. Đấy.
giày dép các thứ này. Nhiều thể loại hoa, khóm hoa, chỉnh khóm hoa này rất là đẹp luôn. Ở nhà nào ấy mấy khóm hoa đẹp, có nhiều cây quất nhỏ luôn. Gần như là bán đủ hết rồi ấy. Làm này đẹp chưa, gần như là kín đường bên này rồi. Rất nhiều hàng rồi, là tiến vua này. Nó chưa nở, nó nở ra thì đẹp lắm. Cây bé tí, năm mươi nghìn bốn mươi quá rẻ phải không? Cái đoạn này thì ít hơn một chút, ở ngay chỗ tôi tải học cũng ít hơn, tại vì chỗ này là chỗ người ta kinh doanh rồi. Ở trên này là đào phai, đào phai cũng nhiều các bạn, đào phai bích đào. Nói chung là mấy hôm nữa thì còn nhiều nữa. Làm khá là nhiều. Bên kia các bạn nhìn sang bên kia cả đấy chưa? Bên kia đang rất là đông rồi, tí mình sẽ sang đi bên kia cho các bạn xem. Triệu rưỡi. Nhất chi mai. Bốn triệu rưỡi thì cây nhỏ nhỏ như này thì chắc phải tầm 2 triệu. Nó tùy từng thế. Ở đây thì rất là nhiều mai luôn. Nhất chi mai đây là cây mới, hoa rất là bé luôn. Chết.
dòng rêu rất nhiều. Tết đi. Cái này bao nhiêu bạn? 6 triệu rưỡi. Cái này hoa thì đẹp. Nó phải là nó khổ cái hơi đúng không? Mình Tả Phìn Sapa. Nhất Chi Mai. Tả Phìn Sapa. Chỉ sợ không có tiền mà mua thôi, lúc nào cũng đẹp luôn. Nhiều thế đẹp lắm. Đồ gốm mình biết đầy đủ luôn. Tầm chiều là mọi người ra đây là hơi đông thôi nhé. Tầm chiều mọi người ra đây là hơi đông. Nên là quá đẹp. Cho là hai tranh thủ đi được tầm chưa chiều muộn là đông lắm ấy. Mai vàng. Tại hôm nay còn 7 ngày nữa là Tết thôi, còn gì nữa. Ngày mai là ông Công ông Táo rồi. Trên chỗ sức kiện chi thì sẽ ít hơn. Phía trên phía chỗ bích chi thì nó sẽ ít hơn thì mình sẽ không đi. Ngủ ơi. Dậy. Con đái cả ra quần thế sao ấy. Đây, chỗ phượng chi thì sẽ đông hơn. Đẹp luôn. Thế ông lúc nãy là hình như là không biết nó có say rượu hay không. Mình đi qua rồi mình vòng lại nó cũng khó. Nhà hàng hải sản Trúc Đạt. Tức là cái đoạn mà đi sậu hoa thì nói chung là cứ từ cái chỗ Phượng Chi quành lại đến chỗ Phượng Chi quành lại thì là nó rất là nhiều luôn. Còn phía trên kia thì nó vẫn còn một chút nữa, tức là nó sẽ không nhiều bằng đây. Đây thì bên này thì đào đá rất là nhiều luôn, cả một vườn dài khủng luôn. Nhiều thế lắm. Chi chít nhìn qua hình ảnh này thì các bạn rất là khó nhìn, nhìn ở ngoài thực tế cơ, và rất là nhiều phía bên này luôn, từ chỗ Phượng Chi trở xuống là đi xuôi về chỗ ngã năm Cát Bi ấy là rất nhiều đào đá luôn bán. Bên này mình đã bảo rồi, bên này chủ yếu là đào mốc. Ở các biển cao xuống
hôm nọ đi ít, hôm nay đi chi chít rồi. Nơi này rất là đẹp này, bốc thì thối rồi. Mai, năm ngoái có mấy cây mai như thế này, to đẹp, tiếp. Năm nay thì cái cây mai kia thì trông đang lúc nở. Chắc mấy hôm nữa thời tiết nắng như này thì sợ đào nó nở rất là nhiều thôi. Tại vì là mấy hôm vừa rồi thời tiết của Hải Phòng bây giờ tương đối nóng. Nói là có lạnh nhưng mà buổi tối nó mới lạnh thôi. Còn ban ngày thì nó lại rất là nắng. Đấy, cho nên mọi người chú ý khi mua đào tất các thứ là đào, đặc biệt là đào là phải chú ý. À không, hoa nở rất là nhiều luôn. Hiện tại thì mấy đào đá thì mình thấy cũng không phải là nhiều hoa lắm, có thể là hoa chưa nở. Mai mai đỏ rất là đẹp luôn. To, mọi người còn mặc áo ngắn tay rồi chưa? Bên này thì tha hồ các bạn chọn đào nhé. Phía từ từ Phượng Chi đi về trung tâm thành phố, tha hồ chọn đào mốc. Bên kia thì là bích đào với là cành đào, đào thế nhiều. Bên này chủ yếu đào mốc, nhiều cây to, nhiều cây nhỏ, hoa nở nhiều lắm. Video sau mình sẽ chia sẻ một cái khu cũng là chợ Tết ở chỗ khu An Dương để các bạn có thể tham khảo thêm. Nói chung là tha hồ mọi người lựa chọn của bạn với đẹp chưa. Đấy, thì một số đoạn mình chia sẻ với mọi người để mọi người có thể hiểu hơn về chợ Tết của Hải Phòng, chợ hoa Tết Hải Phòng nằm ở trên đường Lê Hồng Phong thì nó tương đối nhiều đồ. Và video sau thì mình sẽ cố gắng chia sẻ thêm cả cái khu chợ hoa Tết ở đường chỗ khu An Dương, chỗ nhà máy nước nữa, ở đấy cũng rất là đông mọi người đi. Thì bạn nào lần đầu tiên xem kênh Tôi Yêu Hải Phòng thì nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Đấy, bây giờ mình đang quay lại khu đoạn ngã năm sân bay Cát, ngã năm Cát Bi này. Đây vẫn còn nữa. Nói chung là vẫn còn nhiều để các bạn có thể lựa chọn đi dọc đây, chọn chán thì thôi. Cành đấy bao nhiêu vậy? 2 triệu. Hoa mai đây 2 triệu trọng.
Nói chung là chậu mai nhỏ nhỏ chứ ạ, phải 2 triệu. Nếu sát Tết thì chắc là nó sẽ đỡ hơn, rẻ hơn, chứ còn bây giờ tầm này giá thì nó cũng, mình nghĩ là cũng hơi cao, nhưng mà lại mua được rất nhiều cây đẹp. Các bạn hiểu ý không? Tầm này chọn được nhiều thế hơn, chọn được cây đẹp hơn, chọn nhiều được nhiều loại cành hơn. Lúc người ta mua hết rồi thì không có. Đào này bây giờ nó phải tầm 3 triệu. Vườn mai mai rất nhiều. Ở phía trước là Cát Bi Plaza rồi. Tức là mình sẽ vào quay Cát Bi Plaza để các bạn tham khảo. Hôm nọ ông anh mình cũng lên mua được cành đào to đẹp, cành đào đá, đào mốc, nhưng mà trở từ trên rừng trở về cũng đã 1,5 triệu rồi. Đó, đã 1,5 triệu rồi, về đây toàn để 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà cây cảnh cũng vậy, to 5 triệu to, nhưng mà nó phải cắm ở trong nhà rất là đẹp luôn, thực sự đẹp. Các bạn đến đây thì ngay chỗ Cát Bi Plaza cũng có nhiều gian hàng Tết để mọi người có thể mua đây. Đấy, ngay chỗ Cát Bi Plaza rất là nhiều gian hàng Tết để mọi người có thể mua được sắm đồ ăn uống ở chỗ Pop Mart này. Chúng tôi ngày hôm nay tôi đang bán giảm giá tất công ty Diệt Kim Phú Thành, giảm giá 50.000 đồng 4 đôi tất trên trường đang bán 55.000 đồng. Đèn điện, đèn nước các bạn cũng ra đây mua được, lan ở đây rất nhiều nhé, đoạn đầu này là rất nhiều luôn, lan thì chắc phải tầm 1,2 triệu. Dây dép thôi, giờ mình lượn về thôi. Đấy, cứ quanh quanh ngã năm Cát Bi này, các bạn đều có thể mua được rất là nhiều thứ. Và cố gắng đi được tầm 2-3 giờ thì nó sẽ đỡ đông hơn, chọn được đồ nhiều hơn. Đấy, rất là nhiều lan điệp và cây cảnh ở đó. Chứ còn đi tầm chiều thì mọi người sẽ tầm chiều 5-6 giờ thì ở đấy rất là đông, rất khó ngắm. Đi tầm sáng được, hoặc là kéo tầm trưa thì còn đỡ hơn là cái tầm chiều. Nếu bạn nào lần đầu tiên xem kênh Tôi Hiểu Phòng thì đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông để theo dõi video mới nhất từ Tôi Hiểu Phòng nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đón chờ video chợ Tết kia ở sau VM này nhé.